Rồi thầy còn một cái nick thừa nữa các em, thầy giải thì đưa lên cho các em luôn chứ để phí ha, để phí không có làm gì uổng. Nhập mã đây là nick số 3 các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh phụ của thầy đi ha. Vô cái trang web Bùi Ngôn Luận, các em đăng ký cái kênh dự phòng này đi ha. Thì sẽ tìm được thầy nếu như cái kênh chính nó bị đứt. Giờ YouTube nó hay khóa kênh bất chợt lắm. Rồi, bài nào mà chưa giải thì thầy mới giải nha. Còn bài nào giải rồi thì ta ứng nhanh thôi. Rồi các em bấm máy tính đi, cái này không nhớ nữa chứ. Trừ 2 nhân cho căn của 36 phần 16 tức là 6 phần 4 đó. Rồi cộng cho 5 nhân cho 9 phần 5 6 bằng 6 đây. X trừ 6 tức cả bình bằng 0 là x bằng 6. Giá trị nhỏ nhất là bằng 0. Không thể là cái này là à đây căn 4 là 2, 2 trừ 2 bằng 0. Cái này thì bằng 5 ha. 5. Cái này thì ở nick trước thầy giải là x bằng 7. Cái này bấm thôi. Chỗ này ra 2 nè. 2 là trừ cho 9 phần 2 nhân cho 4 phần 9 cộng 12 bằng 12 các em. Đây, giá trị lớn nhất của này bằng 12, đạt được lúc x bằng 0. Cái này thì bấm luôn. Hình như ra căn 2 á. Căn 4 cộng căn 7 trừ cho căn 4 trừ căn 7 thì bằng căn 2, đúng căn 2 luôn. Các em sắp xỉ rồi ra liền ha. Còn đi thi tự luận thì làm sao? Đi thi tự luận thì chúng ta làm như thế này. Đi thi trường chuyên á, hay là trường thi lên công lập cấp 3 á, thì các em sẽ đặt A bằng căn của 4 cộng cho căn 7 trừ cho căn của 4 trừ cho căn 7. Và từ đây các em suy ra là A nhân cho căn 2 thì sẽ bằng cái này nhân cho căn 2 nè. Rồi các em nhân vào trong đơn thức nhân đa thức đó, các em sẽ thấy bằng căn của 8 cộng cho 2 lần căn căn 7 trừ cho căn của 8 trừ cho 2 lần căn 7. Và tới đây các em có thể tự làm được rồi đúng không? 8 các em tách ra thành 7 do 1. 7 để ở đầu, 1 để ở đuôi, 2 căn 7 để ở giữa. Cái bên cạnh làm y chang luôn, nó khác cái dấu ở giữa thôi. Nó khác cái dấu đằng trước, 2 căn 7 nó thành dấu trừ thôi. Tới đây nó sẽ thành là căn của căn 7 cộng 1 tất cả bình đúng không? Bên kia là cũng y như vậy, chỉ khác cái dấu này thôi, khác cái dấu cộng ở giữa, dấu trừ thôi. Rồi tới đây thì các em thấy ok rồi, tới này thấy quen thuộc rồi đúng không? Bằng giá trị tuyệt đối của căn 7 trừ 1 và trừ cho giá trị tuyệt đối của căn 7 trừ 1. Này phá tuyệt đối ra thôi. Cuối cùng nó bằng căn 2. Không. Nó bằng 2 chứ, xin lỗi, bằng 2. Ơi lỡ làm thì phá luôn. Căn 7 cộng 1 nè. Rồi trừ cho căn 7 trừ 1, phá ngoặc luôn là trừ căn 7 cộng 1 là bằng 2. 2 này không phải là a đâu các em nha, mà là a căn 2. A nhân căn 2 thì bằng 2. Như vậy suy ra a sẽ bằng 2 chia căn 2, mà 2 chia căn 2 thì sẽ bằng căn 2. Nên bấm máy thôi. Căn bậc 3 của 1 cộng căn 2 nhân cho căn bậc 6 của 3 trừ 2 căn 2. 3 trừ 2 căn 2 1. Đây, tính này sẽ ra 1.
Cái này thì bằng 2. Cái này thì bằng 11 ha. Vậy nha. Sắp tới thầy sẽ ra khóa V92 em nha. Bữa giờ thầy bận quá đi. Mà làm cho lớp 9 thì phải làm kỹ ha, kỹ càng. Bởi vì lớp 9 trình độ các em cũng cao rồi. Các em đã lỡ đóng học phí V92 rồi thì đợi thầy vài ngày nữa là ra ha, thầy sẽ ra. Còn V62, 72, 82 là thầy ra hết rồi. Và những khóa học đó mang lại rất nhiều lợi ích cho các em lúc đi thi, các em biết rồi đó. Thôi cái này ở nít trước thầy giải rồi. Nhưng mà không nhớ, không nhớ kết quả mới đâu chứ. Ơi làm lại mà nháp nha. Còn thầy không có làm trong này nữa, bởi vì nít trước có rồi, các em dỡ lại các em coi thôi. Đầu tiên là x trừ 1 phải là bé hơn 0. Sau đó là 1 cộng cho 1 trên x trừ 1 phải lớn hơn bằng 0. Như vậy là x trừ 1 cộng 1 trên x trừ 1 sẽ lớn hơn 0. Như là x trên x trừ 1 sẽ lớn hơn bằng 0. Rồi ta sử dụng kỹ thuật trong trái ngoài cùng. Trong trái ngoài cùng thì ta sẽ có là x lớn hơn hoặc bằng 1, hoặc là x sẽ bé hơn hoặc bằng 0. Như vậy là cuối cùng gộp lại ra x bé hơn bằng 0 nha. V92 thầy sẽ nói rõ về trong trái ngoài cùng ha. Kỹ thuật giải bức phương trình mà. Căn 5 nhỏ hơn 3 mà trừ 3 là ra âm. Âm mà đòi so sánh với 2 làm sao mà so sánh được. Bên dương bên âm mà. Con khỉ. Cái này bấm máy thôi các em, cho đỡ mệt ha. 8 căn 41 trên căn của 45 cộng 4 lần căn 41. 45 cộng 4 căn 41 rồi cộng căn của 45 trừ 4 lần căn 41. Kết quả bằng 4 thôi. Cái bài này ở nít trước, nít số 2 á, thầy giảng cực kỳ kỹ luôn. Dùng bức công thức Cauchy ha. Nó ra căn A cộng căn B tất cả bình. Quay lại nít số 2 mà coi ha. 2 x 8 thì ra 16 ha. Con chó chạy đâu. Cái này ở nít số 2 thầy cũng giải cực kỳ kỹ. Nít 2, nít 1 đó không nhớ. Giải quá kỹ luôn. Kết quả x bằng trừ 1. Nếu thầy nhớ không lầm. Như vậy là thầy nhớ không lầm. Cái này là bằng căn A, ở nít trước giải rồi. Sao đề trùng như vậy ta? Không gặp câu nào khó. Trời ơi câu này dễ quá. Căn 25 thì mới bằng 5 được chứ ha. Con chuột. Tìm x, nên bình hai vế lên thôi. X sẽ lớn hơn bằng 9 ha. X lớn bằng 9 thôi. Con dê. Vẽ hình kia. Vẽ hình mà nháp, nếu khó thì thầy mới vẽ vào đó. ABC vuông ở A đường cao AH, hệ thức lượng rồi. AB 15, BH bằng 9. Vậy tính AH bằng Pythagore thôi. Lấy 15 bình trừ cho 9 bình. Rồi lấy căn ra 12 kia. Trời ơi, dễ quá. Rồi hy vọng qua cái lần số 3 nó sẽ khó hơn. Cái bài thi kho bóng hy vọng nó dễ hơn. Này hai vòng thầy đều giải hết các ô rồi. 2 x 3 ra 6 ha. X bằng 1, Y bằng 5 thì B sẽ bằng 6. Giá trị nhỏ nhất là bằng 3, đạt được khi x bằng 0 ha. Cái này bấm thôi. 4 trên 3 căn 3 cộng căn 2 cộng cho căn của 3 1/3. Rồi căn 1,2 cộng căn 2 trừ cho 4 lần căn của 1/5. Rồi nhân nhau 4 lên.
Rồi cái này bấm máy thôi. Nó sẽ bằng bằng hai các em. Nếu bấm máy là ra hai rồi. Còn nếu các em đi thi cấp 3, thi vào trường cấp 3 ở các cái tỉnh đó, hoặc là thi vô trường chuyên đó, thì bài này các em làm sao để cho nó ra hai thì thầy đang rảnh mà, thầy bồi dưỡng luôn, đúng không? Bồi dưỡng luôn chứ không có gì là phải giấu giếm cả. Rồi đi thi trường cấp 3, thi lên trường lớp 10 trường cấp 3, gặp bài này các em sẽ làm như sau. Các em sẽ đặt căn bậc 3. Bậc 3 thì phải gõ đây. Căn bậc 3 của 5 căn 2 cộng 7 không? Bằng A. Đó. Rồi đặt cái kia thành B. Đó. Vậy lúc đó các em sẽ suy ra là A mũ 3 thì bằng cái này, bằng cái đám dưới căn này. Còn B mũ 3 thì nó sẽ bằng cái đám dưới căn này. Gì nữa? Giờ ta cần tính cái gì? Ta cần tính A trừ B, đúng không? Thì đặt cái này bằng A rồi, bằng B rồi, thì tính hai này trừ nhau tức là tính A trừ B đó. Rồi giờ ta có nè. Ta có A trừ B tất cả mũ 3 thì bằng A mũ 3 trừ B mũ 3. A mũ 3 trừ B mũ 3 trừ cho 3 lần AB. Rồi A trừ B. Cái này em nào học trong đội tuyển học sinh giỏi thì sẽ thấy quen đúng không? Học sinh bình thường em thấy cũng đúng thôi. Rồi A mũ 3 thì bằng cái gì? A mũ 3 thì nó sẽ bằng bằng này lại lôi xuống, đúng không? Mình trừ cho B mũ 3. B mũ 3 là bằng cái này nè. Em lôi xuống, đúng không? Để trong ngoặc. Mình trừ 3AB. Trừ 3AB tức là trừ 3. Trừ 3AB là đây. A đây, B đây. Đó là trừ 3AB đó. Còn A nhân B là cái mình cần tính ha. Thầy cứ ghi lại A trừ B đi. Ta cần tính A trừ B. Bây giờ các em đặt AB. Đặt AB luôn. Các em đặt AB thành X lớn đi. Đặt A trừ B bằng X. Thì ta có là X mũ 3 là bằng cái đó. Bằng A trừ B tất cả mũ 3 gì nữa. Và bằng cái này. Và A trừ B lần cuối thì đổi thành X đi. Đó. Vậy tới đây là X mũ 3 nó bằng cái này ha. Đây thì đổi thành X này. Rồi tóm lại tới đây các em có điều gì? X mũ 3 sẽ bằng X mũ 3 là bằng cái đám này nè, đúng không? Rồi tới đây các em tính cái này. 5 căn 2 trừ 5 căn 2 là hết. 7 trừ cho trừ 7 là thành 14. Rồi trừ cho 3 lần cái này là căn bậc 3. Nhân căn bậc 3 thì gộp lại thành 1 căn thôi. Vậy ở trong này sẽ là cái này nhân cho y như vậy luôn. Chỉ đổi dấu cộng dấu trừ thôi. Còn ở ngoài là vẫn là ít. Chờ đợi. Tới đây các em để ý ở trong cái căn bậc 3 là có hai cái lượng liên hợp của nhau đúng không? 5 căn 2 mà cộng 7 nhân 5 căn 2 trừ 7 ấy, thì bằng 5 căn 2 bình trừ cho 7 bình, đúng không? 5 căn 2 bình là bằng 50.
5 bình 25 căn 2 là 2, 2 nhân 25 bằng 50, còn 7 bình là 49. Rồi tới đây cái em suy ra gì? Suy ra x mũ 3 sẽ bằng 14 trừ do đám này. Mà 50 trừ 49 là 1, căn 3 thì cũng bằng 1, 1 nhân 3 thì bằng 3 thôi, bỏ luôn. Đó, đi đã đơn chặt cái nó ra một cái phương trình bậc 3. X mũ 3 cộng cho 3x trừ 14 bằng 0. Đó. Tới đây nhiều em cũng không biết giải đâu. Tôi giải tiếp. X mũ 3 tôi trừ cho 2x mũ 2. Tự thêm á, cộng 2x mũ 2. Làm cho nó què lại đó, đề góc đâu có 2x mũ 2 đâu. Rồi tôi trừ cho 2x. 2x đó tôi tách từ tôi tách từ 14 ra. Rồi, có gì sai không ta? Hình như sai chỗ nào. Rồi tiếp tục. Sai đâu trên này nè. 14 x mũ 3 trừ 2 x mũ 3 à, trừ 2 x mũ 2 cộng 2 x mũ 2 trừ 4 x chứ. Xin lỗi các em, trừ 4 x thì phải cộng 7 x để bằng như cũ. Phải trừ 14. Rồi đúng rồi. Hai này nhóm lại thì rút x mũ 2 ra, ở trong còn x trừ 2. Rồi 2 này rút 2x ra, ở trong còn x trừ 2. 2 thằng cuối rút 7 ra, ở trong còn x trừ 2 bằng 0. Tới đây các em rút x trừ 2 ra, ở trong còn x mũ 2 cộng 2x và cộng cho 7 bằng 0. Đó. Tới đây các em thấy là dễ rồi đó. Nó ra 2 và tấn con x trừ 2 bằng 0 và x mũ 2 cộng 2x cộng cho 7 bằng 0. Thì cái bài này cộng 7 thì thầy tách thành cộng 1 cộng 6 đi. Rồi bài thứ nhất là x sẽ bằng 2 thôi. Bài thứ hai là x cộng 1 tất cả mũ 2 bằng trừ 6, mà trừ 6 thì nhỏ hơn 0, cái này vô nghiệm nữa. Một cái bình phương làm sao mà ra âm được, đúng không? Bỏ. Vậy cuối cùng các em kết luận như vậy. A trừ B tức là x đó, x bằng 2. X là A trừ B đó các em. A trừ B chính là cái này trừ cái này bằng 2, hiểu chưa? Vậy nha. Coi trên này. Cái này ở bài trước thầy giải rồi. Cái này giá trị lớn nhất của nó là bằng bao nhiêu đó không nhớ, nhưng mà ở bài trước thầy giải rồi ha. Cái này dùng bất đẳng thức Cauchy hay sao. Ở nít số 1 thầy giải dùng bất đẳng thức Cauchy kìa. A cộng B thì lớn hơn bằng 2 lần căn AB. Như vậy đây các em sẽ có là x cộng cho x bình chứ. X bình. Để coi. Thôi khỏi dùng Cauchy các em, đặt ứng phụ đi. Đặt căn của 2 chữ x bằng y. Thì các em suy ra là y 2 chữ x sẽ bằng y mũ 2, bình phương hai vế thôi. Từ đây suy ra x sẽ bằng 2 trừ y mũ 2. Không? Vậy A lớn sẽ bằng x tức là 2 trừ y mũ 2 rồi cộng cho y. Sắp xếp lại bằng trừ y mũ 2 cộng y cộng 2. Rồi dùng chức năng tìm giá trị lớn nhất mà thầy đã dạy trong khóa học V91. Ta giải nhanh.
giá trị lớn nhất nó sẽ bằng 9/4 á. Còn nếu em nào chưa học V91 á thì thầy hướng dẫn luôn, nó sẽ bằng trừ y mũ 2 cộng cho 2 nhân y nhân cho 1/2 cộng cho 1/4. 1/4 xé ra từ số 2 á, 2 là 8/4 đúng không? Vậy xé ra là còn đây trừ chứ 9/4 đó, bằng tiếp nhóm cái này lại thành một nhóm. Thì các em thấy là đằng trước là dấu trừ, vậy bên trong phải đổi dấu nè, trừ thành cộng, cộng thành trừ. Vậy ở dưới nó sẽ bằng là y trừ 1/2 tất cả bình rồi cộng 9/4. Cái này nhỏ bằng 9/4 gì nữa, cái bình phương này lớn bằng không, gắn dấu trừ nữa thì nhỏ hơn hoặc bằng không, thì cộng với 9/4 là nhỏ bằng 9/4 thôi. Cái bài này làm ở nít trước rồi các em nhé, làm ở nít trước rồi, các em quay lại cái nít trước các em coi. Còn giờ thầy làm nhanh ngoài nháp, thầy điền vô thôi. Hai số tự nhiên có hai chữ số AB sẽ bằng 7 như số 35 nhé. Số tự nhiên có hai chữ số hình như số 35 nha. Đúng rồi. Rồi cái này các em tự bấm đi ha. Cái này các em tự giải đi. Mấy bài này bắt thầy mất công. Tự giải nha. Rồi cái này giá trị lớn nhất là của biểu thức trong căn là sẽ bằng trừ 1 cộng 4. Vậy là căn 4 là bằng 2. Đây bằng 2. Cái này nít trước giải rồi. M sẽ bằng 2M sẽ bằng 2M sẽ bằng trừ 2, vậy M sẽ bằng trừ 1. Tan B sẽ bằng đối diện AC chia cho kề là bằng 2. F0 thì bằng 3 thôi. Này bằng 5 kìa. Này bằng 5. Bi go. Nên bình phương hai vế lên giải thôi. Cái bài này thầy giải ở nít số 1 rồi. Các em tự tìm lại giải đi. Thầy giải nháp x mũ 2 trừ 2x trừ 3. Một nghiệm, một cái x là bằng, một nghiệm là bằng trừ 1, một nghiệm bằng 3. Vậy ta lấy x bằng 3. Chứ trừ 1 thì thế vô nó làm cho căn vô nghĩa ha. Rồi. Tạm biệt các em. Các em đăng ký cái kênh phụ của thầy liền đi nha. Đăng ký kênh phụ của thầy liền em ha. Không tôi trục chặt kênh chính thức là các em không có tìm được thầy đâu. Vậy các em nhé. Bye bye ha. Hẹn gặp lại ở vòng thi cấp trường vòng 11. Bye bye.